tiên chưa là phải để hướng dẫn các bạn thấy không đó. Okay. Ta cần phải có một cái phần mềm và đầu tiên ta phải có lắp đặt Sanchez Adele EMC và bao đắt đúng chưa? Rồi thôi chúng ta sẽ hành đắt nào cắm cáp cắm nguồn là cắm rồi. Thì trong quá trình cắm nguồn thì các bạn cứ ép á, chúng ta sử dụng một phần mềm connection mục tiêu. Hôm nào là một cái công cụ, một cái tool của EMC Adele để nó sạc ra cái khung sàn để nó sẽ nhận được IP của nó. Rồi các bạn phải cắm vô bộ này như ra đó. Tại cái khung thì các bạn cắm vào bộ RJ45, các bạn không cắm vô cái bộ service nha, cái biểu tượng cái chìa khóa đó, chúng ta cắm vào đó, chúng ta cắm kết nối vào trong máy tính. Hai cách, các bạn có thể kết nối trực tiếp vào máy tính của mình hoặc là có đến USB chúng ta cắm. Ok chưa? Sau đó chúng ta sử dụng ứng dụng, cài cái ứng dụng này lên. Đây, cài ứng dụng này lên nha. Sẽ up admin là OT connection. Sau khi cài xong thì chúng ta sẽ chạy lên đi đây các bạn làm cho ra nè thấy chưa, nhớ là các bạn phải cắm dây vô laptop. Ở đây tôi là tôi cắm trực tiếp vô con sàn của tôi nha, cắm trực tiếp vô con sàn, cắm trực tiếp vô con sàn của tôi. Rồi tối đúng không, rồi cắm cắm trực tiếp vô con sàn tôi tiếp mấy vào sang. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục nha. Đó, và trong hồ sơ bài sớp nó chạy lên này nè, các bạn chọn thì level, đây là một cái công cụ của MC phiên bản 4.4 nha. Rồi, chọn ngữ tiếng Anh luôn, welcome, kết nối tool này dùng để enable, các bạn có thể kết nối tới cái Sanchez quản lý thiết bị đến lưu trữ một lần thiết lập lần đầu tiên nha, thì nó sẽ thiết lập, nó sẽ dùng giao thức là Unisphere để Eurovision quản lý resource correct. Các bạn chọn auto recover đi ra nó để cho nó đọc, thì auto recover này nó sẽ những correct mà nó chưa thành tích á, thì các bạn thành tích đối với phương thức này máy tính của bạn nó chạy ô tiêu cùng subnet. Thì tôi cắm trực tiếp luôn nha, cắm trực tiếp vào chúng ta chạy thẳng net. Khi các bạn chọn net á thì nó sẽ search đó, các bạn thấy không, nó sẽ auto recover search những cái thiết bị ở trong sàn. Tôi thì mới mua con sàn chỉ có một con thôi. Thì đây các bạn nhìn thấy không, số series nè các bạn nè, series là CRK UT model độ T380, IP là mình chưa phân tích nè, tức là ban sơ luôn nha. Thì cái clip buổi trước tôi đặt hỏi cho các bạn coi, thì hôm nay nên là cái clip chúng ta sẽ cấu hình, chúng ta chọn vô đây, chúng ta sẽ chọn này chưa có hình hết thì chúng ta sẽ chọn nét thôi. Mục tiêu của cái công cụ này là để chúng ta đặt IP thôi, chúng ta sẽ móc vào. Rồi tại đây chúng ta cấu hình là interface thông tin về cấu hình đảm bảo cái thông tin UT, chúng ta chọn đây các bạn có thể để đặt lại sang gì không, đây để mặc định luôn nha. Rồi đây thì các phương thức chúng ta chọn obtain, chúng ta để giá sư bi ở bên 6 bên sinh 4, thì đây mình sẽ chọn em version 4 thôi. Ví dụ tôi đặt IP đây, IP gì cũng được nhận, các IP mà các bạn quản lý á, IP 1 đúng không, 200 đi ví dụ nha. Rồi net mask 55255.0 đây chưa, gateway từ đúng chưa? Ok, vậy là xong nha. Đó, chúng ta sẽ chọn nét. Rồi, chúng ta sẽ chọn nét. Như vậy là xong cái phần mà có phần IP. Rồi, chúng ta sau khi chúng ta sẽ kiểm tra lại, chúng ta sẽ chọn configuration. Chúng ta sẽ chọn config. Đó, thì ở đây nó sẽ mất tới 10 phút để nó sẽ cấu hình cái IP này nè, cái config này nè, nó sẽ đẩy thông qua cái dây mạng chúng ta cắm trực tiếp nha. Chúng ta sẽ cắm trực tiếp vào cái con, nhớ là cắm trực tiếp vào cái cổng đây đó, con này chúng ta sẽ cắm trực tiếp vào cái cổng RJ45, bạn không có cắm vào cái cổng số bit nha. Đó, cái này là tôi hướng dẫn, đây chúng ta sẽ cắm vào đây đó, nó có hai cái controller A và B. Khi các bạn cắm á, các bạn nhìn thấy cái đèn mà nó trạng thái blink, tức là đang trạng thái chờ để kết nối. Đang ngồi trong phòng server luôn nha các bạn, có hai vòng á, hai vòng nó chạy phải chạy giống nhau. Rồi các bạn nhìn thấy không, configuration is not valid,
Nó đang respond là nhận thông tin transmission ok, thì tắt cái địa chỉ inform, ok chưa? Đó, này chỉ lần làm lần đầu tiên nha, để mục tiêu là có được cái địa chỉ IP. Có IP rồi thì các bạn có thể móc vào, nó pin vào trực tiếp vào trong đó, nó sẽ kết nối tới. Như vậy là xong, ok chưa? Đó, thì nó kiểm tra kết nối IP nãy chúng ta đặt là 1.2.16 đến 1.2.200 là xong. Thì bây giờ mình sẽ đặt IP của máy tính nè, trùng với IP của nó đó, thì chúng ta sẽ vào được nha. Còn các bạn nào mà muốn ấy thì chúng ta sẽ set cái VLAN trong network của chúng ta đó, có mạng đó thì chúng ta phải vào được thôi. Rồi ở đây ví dụ như là 1.2.16 2 đi, chấm 12 2 rồi 55 đúng chưa? Rồi, ok, như vậy là chúng ta sẽ xong. Ở đây chúng ta sẽ ping cái địa chỉ của nó, 2.16.1.200. Ok, như vậy là xong. Nó đang test đúng không? Rồi chúng ta mục tiêu vậy là xong rồi, chúng ta sẽ vào cái phần network thôi. Bây giờ vào địa chỉ truy cập của nó 16.100 nè. Rồi. Ok. Rồi, nó chạy đó. Nó như vậy thì chúng ta sẽ vào cái chúng ta sẽ chọn kết nối nha, address đó, chọn connect. Thấy chưa? Như vậy thì init thành công. Đó, rồi. Như vậy thì mục tiêu của cái công cụ connection thì nó sẽ đặt ra. Như vậy là xong rồi các bạn, chúng ta sẽ tạo câu đi đọc phí xong. Như vậy là xong cái phần mà hướng dẫn cho các bạn cấu hình IP init ban đầu cho một cái thiết bị SAN Dell EMC Unity 380 Hybrid nha các bạn. Rồi còn cái phần mà cấu hình SAN volume thì chúng ta sẽ vào trong cái giao diện mình sẽ kiểm tra ha. Rồi ok, khó. Rồi, chúng ta vào luôn nha, là admin, user là admin, nếu hoặc là 123. Đây, admin, user, admin luôn. Admin nè, nó vào mặc định nè, đó, bác, ms, 123, đúng không? Đúng không? Ok, đó là phim. Đây là công cụ Unifier, đó, web Unifier, đó, các bạn đúng. Đây. Admin. Rồi, nó cứ copy luôn nha, user. Rồi, nãy chắc tôi gọi sai. Rồi, như vậy thì đăng nhập thành công. Đó, init các bạn thấy không? Các bước mà chúng ta setup, đây là cái phần init. Ok. Rồi, thì tiếp sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái setting cái này nha. Rồi, cái này chủ yếu là hướng dẫn cái cấu hình cái connection UT. Mình sẽ chia làm nhiều nhiều nick nha. Ok, chào hẹn gặp lại các bạn những clip sau. Tôi đang ngào trong phòng server luôn.